HD nha. Mình chuyển sang nick Nobita chơi một chút thì nick này thì có nhiều thẻ thôi các bạn ạ, chứ hóa ra là In Hunter is Survival nó vẫn thế. Thành ra là tự nhiên mình thấy nhân vật hề này nó quen quen. Đa số bây giờ ấy thì thấy là nhiều bạn chơi toàn Hunter mới hoặc là những Hunter cũ mà được trọng dụng nhiều ấy thì nó có Ripple với Ripple với Gaisa thôi. Chứ còn những cái Hunter như thế này mình ít gặp lắm, ít gặp cực kỳ luôn. Mình cũng đang cố gắng để rèn luyện kỹ năng những Hunter mới mặc dù toàn thua với những cả những Survivor mới nữa. Nếu như kiểu chủ ác này thì chắc là biết thừa luôn. Mình chơi toàn thua. Thứ nhất là nó kiểu lác lác. Thứ hai là mình chơi nó kiểu là lạ ấy. Các bạn cũng biết là mình quay đi khá lâu rồi, sau đấy mình làm lại tự game này, tự nhiên nó ra một số nhân vật mới mình chưa thân thuộc, cũng chưa quen, thành ra chơi cảm giác nó cứ kiểu bỡ ngỡ kiểu gì ấy. Chứ nếu mà mình mà chơi quen mà được tầm 10-20 trận, không cũng phải đến 10-20 trận các bạn, nếu mà 1-2 trận cũng không quen. Nói thì nói vui vậy thôi chứ còn thằng thua thi thoảng ạ cũng sẽ up những trận thua này. Tôi biết con mù, à cô gái mù nhỉ, là rất hay xuất hiện ở vị trí này. Nếu các bạn để ý cái map ký ức của Leo ấy, cô gái mù cực kỳ hay xuất hiện ở vị trí này luôn. Vãi ngờ, bất ngờ thế nhỉ. Xong cái màn hình iPad cơ ông ạ, nó biết nói sao nhỉ, nó trải dài cái phím bấm quá, thành ra là mình cứ kiểu bị bấm cái xong rồi đang mải nói chuyện các ông nhỉ. Thôi tôi sẽ tập trung vào trận đấu này nhiều hơn nha. Chạy đâu cô gái ai rồi cũng phải lên ghế thôi. Túm đúng người, chọn đúng người. Ôi xong. Ôi vẫn kịp. Nhìn phát là mình biết vẫn kịp mà. Let's go out. Hay quá. Bắt được nhân vật quan trọng nhất gọi là trận đấu luôn. Nếu mà chơi 1-1-4 mà thấy mù thì đúng là nhân vật quan trọng. Ấy già. Thế mà lại còn xịt mẹ. Nào cô gái. Ow. Không hiểu sao luôn. Di chuyển nó cứ kiểu cứng kiểu gì các ông ạ. Có lẽ tâm lý hôm nay nó đang không được ổn định lắm, nhưng thôi cố gắng để chơi cho nó bình thường lại. Cũng không hiểu tại sao nếu mà anh em chơi game thì nó sẽ kiểu tùy tâm lý từng ngày. Có những ngày là chơi rất tốt, có những ngày thì chơi phải nói là như cờ luôn. Mình thì không phải là xuất sắc hay là giỏi gì cả, mà những cái hôm như thế này tự nhiên cảm xúc nó không tốt, cái là y như rằng chơi nó cứ tù à. Nào vào đây người ấy. Sợ chưa. Ghê thế nhỉ. Thích dê. Ui đông thế. Ui tình anh em. Tình anh em có bền lâu. Nhìn quả đuổi 4 này, đúng kiểu tình nghĩa anh em chắc có bền lâu rồi. Tại mấy pha xử lý nó kiểu tôi buồn cười dã man luôn. Chơi cái trận nào mà y như rằng gặp cái hoàn cảnh gọi là éo le như thế này, bây giờ đập ván cũng không đành, mà không đập ván thì lém vén là dính mình. Đấy, mượt chưa? Úi xời ơi. Bắt đầu tâm lý nó quay lại cái mức ổn định rồi đấy, các bạn thấy không?
mượt như gì luôn. Ưu việt đá lửa nào, ưu việt đá lửa nào, ai 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 sẽ được chọn đây. Ui, ui, đứng đây làm gì đấy bạn ơi. Cô gái mù đang chạy lên trên sân thượng rồi, chắc luôn. Đó, mình thấy cái vết chân mà. Đây đây. Okay. Nhiều thế, ui, tha hồ mà lượn luôn. Tha hồ mà lượn luôn, thân sư được cứu ấy. Nghe thấy tiếng cô gái mù ấy nha. Ở đâu nhỉ? Không có ở đây các bạn. À, quay lại cứu à. Ghê gớm thế nhở. Ghê gớm thế nhở. Khoai rồi. Đang kiểu túm cổ đông đông, giờ lại thành cô đơn mà lẻ loi này. Rồi, từ từ. Mình biết mù sẽ ở đâu. Nhìn này, pha đoán vị trí của tôi. Cái này là cái dự cảm trong con người. Đấy, đây, 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 đây. Tôi bảo mà, cái dự cảm trong con người tôi cảm nhận được mà. Ngay là sẽ quay lại đây mà. Ra những cái chỗ mà gọi là... Chỗ như thế này quen lắm. Có mấy cái máy để bạn ấy ra thôi mà rõ ràng là cái máy đấy là cái máy mà hấp dẫn nhất, tránh xa Hunter nhất, cũng như là khó để mà người ta biết. Ấy à, ấy à. Ừ này, tiền phó với chúng tôi à. Lại nhá, đập được ván một cái nhá. Tôi tưởng ông đi đâu rồi, ông đứng đây ông rình, ông đập nốt cái ván nhá. Xong ông nằm xuống. Trời ơi, đến mệt. Cười, cười với chúng tôi. Cười. Thực sự lên ghế một lần rồi. Ô, mình đang trên thế thắng ấy các bạn ạ. Còn cái máy này này. Cái máy này thì nghe cái tiếng của cái máy thì cũng giải mã được khá nhiều rồi đấy. Không phải là ít đâu. Kèm ghế thôi. Tầm này còn đi đuổi bắt gì nữa. Này thì... Này thì... Này thì... Này thì... Rồi bây giờ thì nước hoa các kiểu đi, nổ máy các kiểu đi bạn ơi. Nổ máy các kiểu đi, nổ máy đi. Nổ máy các kiểu đi bạn ơi. Nổ máy đi. À muộn. À muộn thì một chút đây. Xong rồi. Thương sư coi như là đi luôn rồi. Tôi cá chắc cái các ông luôn. Bạn này mà còn thắng nữa thì rõ ràng là mình non. Đâu rồi. Cô gái ấy đâu rồi? Đang làm gì ở đây? Ôi, ôi. Tự nhiên đang bao nhiêu đoạn mượt thì cây nó rễ nó to hay sao, nó mọc chùm cái rễ luôn. Nào, nào, vui vui vẻ tí nào anh em mình cứ vỉa đá lửa và dọa nhau tí xem nào. Nào, nào, nào. Ui, trèo. Nào, trèo lên tiếp. Thôi thôi thôi. Đùa thế đủ rồi các bạn. Đùa thế đủ. Nhớ cái người bán đồ chơi người ta bay lên trời cái là mình hết đùa luôn ấy. Mình còn chả biết cái hầm ở đâu luôn cơ. Nhờ thôi cho chắc ăn. Đùa bạn ấy thế. Đùa lâu mà dũng tức. Ôi, lâu lắm mới được trận mà túm cả bốn luôn đấy. Đâu phải dễ dàng gì đâu đúng không anh em. Tự nhiên gặp ngay bạn mù lúc đầu ấm cuộc sống. Ở hiền thì gặp hiền mà. Ở lành gặp hiền luôn. Ok, mình cũng kết thúc video này ở đây thôi. Tâm trạng nó không được gọi là hung hãn lắm cho nên là tạm biệt tất cả các bạn nha. Nhớ để lại một like, chia sẻ video ủng hộ mình. Tạm biệt tất cả các bạn. Bye bye.